không là trong suốt hoàn toàn ấy. À, chỗ này nó không phải chính, thật sự nó không chưa tác động cái này nữa. À, để thì coi coi chỗ này. Rồi, các bạn có thể thêm xem thêm thêm về cái color của nó nha. Thầy nhớ là như vậy thì thầy tra luôn đó bạn. Đâu phụ quên. In box office. À, đúng là cái thư thông số alpha này các bạn. Alpha sẽ bằng 1 nè. Đây chính xác cái này mình dùng đúng nè các bạn, tại sao nó vẫn không ra? Alpha 1 Lewis bằng 0. Có thêm nhiều cái tham số trên khác nên bạn biết tham khảo nó. Lewis là cái đường nó vẽ cái ruột bên trong. Bỏ này đi. Thế nó có vẻ nó vẫn còn cái độ trong trong đúng không các bạn? Lý do nó là 0.1. Càng trong suốt hơn nữa. Sao thế này? Đây. Này là dễ chu đi. Transparency. Chỗ này nó lại bắt các bạn phải thêm vô cái bước này nè. Set face color. Để nha các bạn. Công quá. Này cũ quá rồi. Rồi, tạm thời thì mình coi như vậy đi các bạn. Nó nhớ thì có thể chỉnh nó đơn giản lắm mà ta. Rồi thì đây là một số cái tham số mà các bạn chỉnh với nó. Ngoài ra thì mình có thể chỉnh thêm cái x label title giống như hồi nãy nha. Thì các bạn dùng cái hàm trên cái axis này thôi. Cái x label này thì nó là cái hàm nó tên là set x label. Đó. Ví dụ các bạn ghi là ổ x nha. X y z thì các bạn đều có thể ghi vô đúng vậy. Y là z. Y. Rồi mình set title. Title. Nghĩa là cái hàm của mình là cái gì đó các bạn. Cái test hàm 3 gì đó các bạn.
3D plot. À, nó còn có thêm một cái tính năng nữa là gọi là cái color map thôi bạn. Để mình nhìn cái đó mình khỏi cần nhìn đọc cái số thì mình vẫn vẫn biết được cái độ cao của cái Z gọi color bar. Và để làm cái color bar này thì các bạn bắt buộc lúc mình vẽ cái này mình phải đặt một cái tên cho cái surface, ví dụ sẽ đặt tên đó là surface 1 vậy đó. Surface lúc vẽ để làm cái con trỏ đi nó thì sẽ gọi F color bar cho cái surface 1. Đây các bạn thấy nó vẽ như này, sorry thì để cái này màu quá. Thứ 2 nó có công dụng gì không? Không chấp nhận rồi, vì thế các bạn nhìn thấy là nó có thêm một cái color bar bên này. Như mình nhìn vô chỗ này mình thấy cái điểm này màu xanh xanh nhạt nhạt là biết là cái giá trị nó đầu nằm đâu đó trong cái khoảng là một trừ một chấm mấy. Còn điểm chỗ này mình thấy màu cam đây nè, mình nhìn qua cái bảng màu này thì nó có thể là một chấm mấy hay là một cam như này cái mấy đó. Thì nhìn từ trên xuống gì nè bạn cũng thấy được à cái điểm chỗ này là nó rất là cao, chỗ này rất là thấp, giá trị của nó. Còn chỗ màu xanh này là không à. Rồi và cái vẽ cái tree lot này chủ yếu là các bạn biết được cái hàm nó để mình vẽ thôi. Vẽ sẽ chút thì nhớ thì có thêm những cái hàm gì vẽ nó cũng đẹp đẹp mà thì dễ lâu cũng đau mất đây. Số cái hàm thì vẽ đẹp đẹp thôi. Nãy như cái ông kia cũng vẽ một cái hàm vậy, nhìn nó cũng hay hay đúng không? Lấy vì chủ yếu là biết cái công thức để mình vẽ thôi. Đây, những cái ông này là đã vẽ cái hàm này nè, cái hàm gì mà rất là nhiều cái lên xuống vậy. Đây mình lấy cái hàm này cũng không vẽ bài x y à, ứng dụng cái hàm này. Thì cái này mình phải nhập cái công thức riêng rồi tính từ z cũng được các bạn, cũng được, nó cũng là một ví dụ. Đây, mình lấy cái hàm này còn vậy. Bây giờ mình tham khảo một cái ví dụ thực tế nữa bạn. Này thì tham khảo thì chỗ này chúng ta có ghi là cái nguồn nha cho nó quen vậy đó là à, ví dụ thì tham khảo cái hàm con này à, ruột ruột thôi. Cái này là mình cũng dùng cái của mình, chủ yếu là mình dùng cái hàm bỏng chỗ này nhắm vào points, có cái ông cứ dùng cái x point đây không, display thôi không có gì hết. Rồi ok z á, vậy thì chỗ này của mình cũng giống, chỉ có chỗ chính cái z này là khác thôi. Còn có define cái này, đây, có define cái này nha. Rồi vô đây thì cái z đó nó sẽ bằng là crystal gì đây không vẽ đây à. Cái đã đưa qua message rồi à. Vẽ các bạn cái khoảng giá trị của ông ấy là bao nhiêu, khoảng giá trị của ông là từ scale là trừ 2 bi cho tới 2 bi à, trừ 2 bi cho tới 2 bi và 250 điểm là giống như đây. Cái ông vẽ là từ từ 2 bi mét thì dùng number array được 2 bi tới 2 bi tới điểm hơn mà mình vẽ điểm hơn thôi, từ 2 bi cho tới 2 bi 2 bi. Ra cái hình gì đó nhìn nó cũng rất là lạ lùng ha bạn à, giống như là có những cái ngọn núi và những cái thung lũng gì đó, cái khuôn mặt gì đó ha bạn, nhìn từ trên xuống. Đây là cái hình đó của ông đó ông vẽ à. Thì quan trọng chỗ này là các bạn biết được
cái phương trình để mà tính ra z rồi mình đưa cho mình đó. Cái ví dụ về 3D. Rồi, thì đó là về cái phần matplotlib ba chiều ha. Rồi chúng ta có câu hỏi hôm trước khi mình qua cái phần khác là về tính cái về về cái lập trình hướng đối tượng các bạn. Ok, nó không có hỏi chúng ta đi tiếp nha. Rồi. Ở đây trong phần bài tập thì các bạn thấy là nó có thêm cái chỗ cái SymPy. Thì ra cái SymPy này nó cũng cũng đơn giản thôi, nên thì để cho các bạn tự tìm hiểu ha. Bây giờ thì nói về cái lập trình hướng đối tượng ở trong Python đi. Cái SymPy nó khá là đơn giản, các bạn lên Google nó ra. Bây giờ thì nói cái phần quan trọng đó là cái hướng đối tượng. Lưu lại cái video này cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái phần đối tượng. Thì cái lập trình hướng đối tượng về cái khái niệm của nó thì các bạn đã biết rồi ha, mình biết class là gì, object là gì, properties, method, rồi thừa kế vân vân, inheritance. Bây giờ mình chỉ nói là cái việc chúng ta tạo ra những cái thứ đó ở trong cái Python. Giờ thầy sẽ làm nó bằng cách thầy đưa vô cho các bạn cái demo đi để nó dễ hiểu. Để tạo ra cái class ở trong Python đó thì mình dùng cái từ khóa, cái keyword là class các bạn. Rồi sau đó các bạn có tên của class. Ví dụ thì tạo ra một cái class là về xe đi car, rồi dấu hai chấm. Bên dưới này các bạn có thể đưa ra những cái property của nó cũng được, nhưng mà thông thường á, theo cái kiểu trong Python thì nó không có khai báo, cho nên các bạn không có cái dòng này cũng được. Một lát ở trong cái hàm constructor mình sẽ đưa nó vô. Thì những cái hàm ở trong cái, có một cái hàm đặc biệt ở trong cái class của Python đó là cái hàm constructor ha. Thì cái hàm constructor các bạn phải bắt buộc viết nó theo đúng cái tên nó như vậy bạn, đó là shift gạch hai cái rồi tới chữ init, nó quy định như vậy luôn các bạn, để tự động nó gọi, mình không đặt tên khác nữa. Init rồi shift gạch hai cái và các bạn mở ngoặc ra, chúng ta sẽ có cái argument đầu tiên luôn là chữ self, và mọi cái method bên trong một cái class của Python ha, nó đều bắt đầu bằng cái arguments này, bắt buộc nha bạn. Cái argument đầu tiên nó phải là cái đó. Thì cái này á, nó sẽ là cái control this, nó giống như control this các bạn học là đối tượng rồi trong C cộng cộng C sharp này, nó là cái control this chỉ tới chính nó đó. À, luôn luôn nó nằm ở vị trí đầu ha. Rồi phía sau thì mình có những cái argument gì đó của mình cứ việc đưa vô đây, đây là khúc sau là tùy ý mình ha. Rồi các bạn phần còn lại mình viết hàm giống như mình viết hàm bình thường, có giá trị return gì đó thì mình đưa vô đây. Thì chỉ có hàm này là bắt buộc mình phải ghi đúng theo cái quy định của nó, cái tên hàm. Còn những cái method khác thì các bạn tùy ý ha. Có một cái method gì đó của mình ở đây rồi, những cái đầu tiên là phải luôn luôn có một cái argument self ở đây ha. Rồi những cái khác tùy ý mình, rồi các bạn cứ biết hàm được. Thì về cái class ở trong Python đó, căn bản chỉ vậy thôi. Giờ sẽ demo cho các bạn nha. Bây giờ thì sẽ tạo ra một cái class tên là car trên hai xe hơi. Đầu tiên mình có cái hàm initialize mình có cái self này. Cái xe hơi này thì mình có thể đưa vô những cái thông tin như là cái hãng xe đi ha,
mình cần khởi tạo đại hãng xe, rồi cái loại xe, rồi năm 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 ra đời, năm xuất xưởng, và có thể xem là màu sắc, ví dụ như vậy ha. Tôi không tin thì trong cái hàm init ở đây mình không có làm gì hơn là mình đi gán thông tin đó vô những cái property của class này. Thì để truy xuất vô cái property của bản thân một cách chắc, các bạn biết là mình phải dùng con rồi list này, cụ thể là sao đó. Chẳng hạn như mình có trong này cái property tên là brand, mình đưa vô cái biến này, rồi mình có cái property khác nó tên là time. À, mình time như vậy. Em tại mình đặt tên hay cái nó giống nhau cho dễ viết thôi, chứ không nhất thiết là cái tên của admin đó và cái này nó phải giống nhau các bạn, hay cả là những cái biến độc lập. Rồi thì cái hàm init nó chỉ như vậy. À, bây giờ có hàm khác đi, ví dụ như là bây giờ mình lên xe thì có chức năng gì các bạn, start engine đi. Có hàm như vậy, động máy. Cái này thì mình không làm gì hết, nó chỉ đơn giản là nó in ra là engine started. Mình còn có hàm gì nữa các bạn, xe cũng rất là xịn, có chế độ tự lái đi, auto drive ha. À, thì mình ghi là ví dụ như là auto drive à, được được kích hoạt cái kệ là ví dụ như cái trong hàm đó thì demo ví như vậy. Rồi bây giờ mình đã có class xong, mình sẽ tạo ra một số cái check như là thì có call one ha. À, khi lưu ý các bạn bắt buộc chỗ này mình phải có xếp, sau đó mình không có cái gì nữa thì mình để trống, không gì nữa thì mình không ghi hết, nhưng mà bắt buộc phải có cái này. Rồi lúc mà chúng ta tạo ra cái những cái method ở trong một cái class đó, thì bắt buộc các bạn phải có biến xếp, nhưng mà lúc mình gọi đó các bạn, lúc mình gọi nó thì mình không cần phải đưa vô biến xếp, không cần, tạo ra thì có nhưng mà lúc gọi thì không không có cần, chỉ đưa vô những cái arguments của mình thôi. Vậy thì cái card này là thầy sẽ đưa vô những thông tin như là cái nhãn hiệu của nó là Honda hay gì đó, loại của nó là ví dụ như là sedan đi, rồi năm sản xuất, hạn như mình cho là 2019, màu của nó cũng như màu đen đi các bạn. Cái card này thì mình có thể chạy chức năng như là start engine, không có đưa vô gì hết đó thôi, bởi vì cái miếng sáp nó là mình không có. Rồi card 2 mình sorry card 1 mình cũng có cái là auto drive. Rồi, như vậy mình chạy thử ha. Vì thì cái card đơn giản là lấy như vậy. À, nó nói là engine đã được start rồi, auto drive là activated. Vâng. Rồi các bạn cũng sẽ lấy ra những cái thông số của chiếc xe, ví dụ mình coi là nó là cái hãng gì đi, nó cần biết tên của cái hãng. Các bạn cũng sẽ tạo ra một chiếc xe thứ hai, car 2, đó là những cái lớp car này, hãng Toyota như này. Rồi cái model của nó ví dụ SUV đi, năm sản xuất 2020, màu trắng như này. Rồi trên này card 2 thì các bạn cũng có những cái tính năng giống như trên. Lấy card 2 cái màu của nó ra. Thì đó là về cái hướng đối tượng. Đây các bạn có thể thêm vô ví dụ như là cái card 2 này, các bạn thấy là nó tùy những cái hàng hoàn toàn tìm viết như bạn. Ví dụ các bạn thấy là chỗ này nó chưa có được khởi động máy mà nó kích hoạt chức năng tự lái là đâu được, đúng không? Mình phải khởi động máy lên trước chứ, kích hoạt được. Thế sẽ bạn muốn cài đặt cái logic đó ha, thì mình phải có thêm một cái biến đi. Bây giờ mình cho ví dụ người dùng phải đưa vô cái chìa khóa đi ha, có cái key. Nếu như cái key này á, mà nó đúng, chẳng hạn như cái key giả sử như đúng là nó phải có giá trị là 123 đi, ví dụ vậy ha.
thì khi đó là mình sẽ kích hoạt cái máy lên. Kích hoạt cái máy là mình sẽ biến kiểm soát cái trạng thái của cái máy, đó là cái trạng thái gọi là cái trạng thái mình sẽ để nó là true, là được kích hoạt rồi. Thì cái lúc mà mới mới vừa khởi tạo đó object này thì mình sẽ cho cái static là bằng false. Rồi của anh là cái này, còn nếu không phải thì thôi mình sẽ không không phải động máy, có thể là mình đưa vô cái thông tin là in ra là gì bằng wrong key sai chìa khóa dù vậy. Rồi còn chỗ này mà muốn kích hoạt ra thì mình phải nói là nếu như cái đã được bật thì mình mới kích hoạt cái này nha. Còn nếu không thì mình sẽ yêu cầu người dùng phải bật xe lên. Thì cái lại cái này nha. Đó. Khi bạn khỏi cái start engine phải đưa vô cái key ha. Cái key là 1 2 3 này. Nói gì thì trên nó là cái xe thứ nhất cái nha, cái xe thứ nhất thì nó là engine started và nó qua cái đoạn này. Còn cái xe thứ hai thì gọi auto drive và nó không chịu, nó nói là phải start engine first nha. Ví dụ như vậy. Và thì đó là về cái code. Bây giờ ở trong cái lập trình đối tượng thì khái niệm quan trọng đó là inheritance, tức là thừa kế. Để cài đặt cái việc thừa kế này ở trong Python thì rất đơn giản các bạn. Ví dụ bây giờ thì tạo ra một cái class mới đi. Tạo ra một cái class mới. Có tên là xe điện đi ha. Và class xe điện này nó thừa kế cái class car, thì các bạn sẽ đưa cái chữ car vô đây. Giống như cái đầu vào của cái hàm vậy đó. Bạn thấy lên trên thì cái class car này thôi. Dưới này là thầy sẽ đưa nó vô bên trong này để cho biết là cái thằng này nó thừa kế từ thằng này. Rồi bên dưới ở bên trong đó thì mình viết bình thường. Chỉ có cái hàm init thì các bạn lưu ý một chút là thông thường ở trong cái hàm init này sẽ, người ta sẽ gọi cái init của cái lớp ga. Cái thông số của nó. Ở đây á, là nếu như mình cái lớp ga của nó là tự động đã có thể khởi tạo những cái này rồi, thì khi đó là mình ở trong cái lớp con này mình không có nên mà viết lại cái này, bằng mình không nên. Các bạn biết là một trong những cái kỵ trong lập trình là mình copy cái này xuống, bởi vì nếu như mình copy ra mà cái này nó sai thì mình phải sửa cái này nữa. Đó, thông thường ta không copy, người ta chỉ gọi cái khởi tạo của lớp cha thôi. Thì đây mình ghi tên của cái lớp ga, lớp core này của mình nè, mình gọi thẳng cái hàm init của nó. Bạn lưu ý là bây giờ chúng ta đang gọi cái hàm init ha, bên trong cái message này, do đó các bạn phải truyền vô cái self ha, để cho nó biết là đang muốn khởi tạo cho cái thằng, để cái core trong object của thằng này. Rồi ở trong đó thì các bạn đưa thẳng vô cho nó những thông tin này. Và đây để các bạn có xem cái khởi tạo gì đó thì mình làm thêm. Ví dụ như ở đây là cái chữ type này các bạn, bây giờ nó mà là xe điện rồi thì mình sẽ cần phải chỉnh lại cái type có một chút. Type của cái xe điện này thì nó sẽ là bằng cái type này ha, và các bạn gắn thêm cái chữ là electric nha, cho người ta biết là xe điện. Ví dụ như vậy, sedan electric hay là SUV electric gì đó. Vậy thì đây là cái khởi tạo của cái lớp da, còn này là của lớp con, bạn có gì đó mình kiểu gì thêm. Rồi, khi mà cái thừa thì không biết rồi đó, tất cả những cái message của trên cái lớp cha có là lớp con nó có hết, nhưng mà bây giờ mình có thể thêm những cái message của nó, ví dụ như cái lớp xe điện thì nó có cái message gì các bạn, cái bằng xe điện thì nó có gì nữa, sạc điện đi, sạc điện, cái kia là đổ xăng thì sạc điện. Rồi, để nó mình in ra là charging. Và thậm chí là mình có thể phải kiểm tra là có cái động cơ nó có đang chạy hay không các bạn.
tức là thí dụ như quy định đi là phải tắt máy rồi mới sạc à, ví dụ như quy định như vậy thì mình vẫn cần cái trạng thái này nha, false nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra if à, được là bằng false, tức là xe đang chưa cái động nó tắt á, thì mình sẽ ghi là charging và đang sạc, tức là mình nhận điện vô à. Còn nếu như mà người dùng ở ghim điện lúc mà xe vẫn còn đang đang chạy đi ha, thì mình xin ra thông báo đó là cái cảnh báo này đó, hay là warning. Turn off. Như vậy. Nếu mà như vậy thì mình phải cần thêm một cái hàm tắt xe nữa các bạn. Đại khái mình demo vậy đi. Rồi. Cái hàm tắt xe nó sẽ xét cái trạng thái kia về cái đó. Rồi bây giờ thì tạo ra một cái tree đi ha. Là bằng electric car. Ví dụ thì cho nó cái hãng xe là ví dụ Tesla đi. Rồi cái type của nó ví dụ là sedan. Year là 2021 đi. Color ví dụ như là màu màu xám là ví dụ là xám đi. Trong cái card tree này mình có thể gọi được những cái trên ha, và cái start engine nè mình có đưa vô cái key của mình rồi mình có cái kích hoạt chế độ auto drive ha, hoặc là mình có thể nâng cấp cái chế độ auto drive của lên trong cái xe điện này đây, auto drive đó, thì các bạn thấy khi mà chúng ta gọi cái auto drive này á, nó thấy là trong cái lớp cha của nó có, thì mình nó nếu mà chúng ta không làm gì hết nó sẽ tự động nó trả về như vậy. Super là lớp cha đó ha, bỏ chỗ vào này, sẽ chỗ này mình không phải làm như vậy, mình viết đàn luôn, mình ghi chỗ này là như là cái chế độ auto drive của xe điện thì có gì đặc biệt không ạ, mình ghi là new auto drive mode edit dù nó có chữ new rồi chọn chữ này rồi mình cũng có thể sử chế độ in này, in rồi mình cũng có thể lấy cái tên của cái loại của chiếc xe ra syntax error. What's wrong with this? À, cái gì đây, thiếu cái gì đây mà à. Vậy nên nó nói là cái engine started ha. Rồi chỗ này là new auto drive nè. Và chỗ này khi bạn chọn charge là nó sẽ báo mình một cái warning là nên tắt cái xe trước khi mà sạc pin, sạc điện nè. Rồi cái type của xe là cái sedan electric. À, thì đó là cái căn bản về cái việc lập trình hướng đối tượng trong Python. Mục đích của thầy giới thiệu cái phần này đó các bạn là khi mình sử dụng những cái lúc mà mình lập trình để thầy demo hoặc là bài tập đó, thì có thể là mình thầy cung cấp cho các bạn sẵn một số class, các bạn phải đọc hiểu cái class đó hoặc là các bạn có thể kế thừa cái class đó để mình viết lại cái một class của mình với những cái method và properties cho riêng của các bạn, thì mình biết cách để mình làm chủ yếu là mình yêu cầu những cái căn bản đó thôi, mình biết trong cái này và một số quy định về cái lập trình đối tượng của Python. Đây các bạn có câu hỏi gì không? Sẽ lưu lại cái file này.
Rồi, nếu mà không có câu hỏi gì thì cái phần đi tiếp hôm nay xong hay là mình có thể nghỉ. Và đây là cái phần bài tập tuần này của các bạn để thầy xem và có cái gì hướng dẫn thêm các bạn không. À, cái chỗ bài này thì nó đơn giản quá đúng không? Thầy đã vẽ rồi với các bạn luôn rồi đó. Câu hàng thì thầy đã vẽ rồi. Vẽ một hàng số z khác tùy ý. Thì phải ghi chú thêm là khác à, đã được một phần bài giảng thì là cái dùng cái phần thầy đưa ra thì lựa một cái hàng nào đó khác hoặc là chỗ này thì cho một câu cũng được. Kia à, vẽ đồ thị 3D một hàm số z tùy ý những là khác các hàm mới cho đi vô trong bài giảng là được nha. Để tìm hiểu còn đây là cái câu thứ hai là tìm hiểu về cái blender à, và à, lấy dữ liệu vân vân. Cái câu này đi đọc dữ liệu thì nghĩ là cái này nó quan trọng hơn em, cho nên thì cái này bắt buộc, cái này không bắt buộc, cái này là tạo cái package trong Python bắt buộc. Còn cái thứ hai là các bạn sử dụng cái thư viện SymPy, chỗ này các bạn không biết cái thư viện SymPy thì cái thư viện nó khá đơn giản. Và hai cái slide này thì cũng có hai câu thôi, hai câu bắt buộc thì chốt lại là các bạn chuyện này mình sẽ có 4 câu nha. Rồi ta có câu hỏi gì không các à, tuần sau các bạn thì nếu như mà học nếu như thầy không có thông báo gì cho bạn trên trang online đó thì chúng ta sẽ học offline à, theo thông báo hiện tại của nhà trường. Còn từ đây tới đó mà có cập nhật gì mới thay đổi thức học tập thì thầy sẽ báo cho các bạn trên trang online ha. Các bạn không thấy thông báo thì là offline đó. À, có quay video lại không khi mà học offline ha các bạn? Thì thông thường các lớp của thầy đó thì khi dạy offline thì thầy cũng cố gắng thầy quay video và up lên cho các bạn để những bạn có khi mình xem trên lớp mình không hiểu về nhà có cái mình xem là cho dễ, thì thầy thường là thầy cố gắng thầy quay lại cho bạn hết thì trừ khi lúc nào thầy quên thôi nhưng mà cũng ít khi ha, đa số thầy đều quay lại. Rồi câu hỏi nhưng mà các bạn